Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa cho biết dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Hà Giang đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Đến nay, địa phương đã ghi nhận 32 ca nghi mắc bạch hầu, trong đó có 2 ca tử vong. Các trường hợp nghi mắc bạch hầu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc với các biểu hiện như sốt, ho khan, đau rát họng, nuốt đau, mệt mỏi, ăn kém. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu, Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã đề nghị các bệnh viện tuyến trên như Nhi Trung ương, Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung ương sẵn sàng cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật điều trị ca bệnh, đặc biệt là các ca bệnh nặng. Đặc biệt, Hà Giang cũng đang thiếu vaccine tiêm chủng để triển khai chiến dịch tiêm phòng, không có huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.